Thưa quý vị, cứ vào khoảng thời gian này hàng năm là những ông chồng tại Vương quốc Anh lại háo hức ghi tên mình vào danh sách tham dự cuộc thi cõng vợ vượt chướng ngại vật. Có thể thấy rằng tuy là một cuộc thi rất cần nhiều sức khỏe, sự dẻo dai, nhưng đây cũng là cơ hội để các ông chồng thể hiện tình yêu với vợ và vun đắp tình cảm gia đình. Hãy cùng đến với survey của Vương quốc Anh để cảm nhận sự sôi động của cuộc thi độc đáo này. Hàng trăm người đã kéo về thị trấn Docking ở Surrey để tham gia và theo dõi giải vô địch cõng vợ lần thứ 10. Tham dự cuộc thi, các ông chồng sẽ cõng vợ rồi chạy đua vượt qua rất nhiều chướng ngại vật khác nhau trên quãng đường dài 380m. Bên cạnh đó, những người vợ cũng phải đảm bảo cân nặng tối thiểu là 50kg nếu muốn cùng chồng tham dự cuộc thi độc đáo này. Trước đó, tôi đã không nghĩ rằng cuộc thi này lại khủng khiếp đến như vậy. Để vượt qua quãng đường đua với các chướng ngại vật như vậy là vô cùng khó khăn. Nhà vô địch của mùa giải năm nay thuộc về cặp đôi đến từ xứ Wales, Jack McKendrick và Kirsty John, với phần thưởng là một thùng bia. Cuộc thi này được bắt nguồn từ đất nước Phần Lan, nhưng tới hiện tại, nó đã trở thành một sự kiện khá phổ biến ở nhiều nước như Anh, Australia, Estonia.